Mình xin chào cô chú anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp nấu món lagu cách mới nha. Ở đây là có đậu hòa lan, đậu hòa lan hộp á hả. Đậu hòa lan hộp mình lấy ra đây, đậu phộng. Đậu phộng mình cũng nấu cho mềm nha. Hạt đậu gà mình cũng nấu cho mềm luôn. Ở đây là chả, chả quế với chả quế chay, nấm rơm, nấm đùi gà, rồi nấm đông cô tươi, đậu hũ, tàu hũ kỳ cộng nha. Đây là có lon cà, có ba trái cà mình cũng đã xay ra xong rồi. Ở đây là có 200 gram khóm mình cũng xay ra rồi, lọc lấy nước nha. Có một trái dừa nữa nha các bạn. Còn ở đây là củ cải đỏ, khoai lang tây, củ cải trắng với một chút xíu hành tây nha. Gia vị thông thường cũng đường, muối, bột ngọt. Mình chiên đậu hũ thì bây giờ mình bắt cái nồi, mình cho chút xíu dầu ăn vào. Bây giờ mình cho hành vào, tỏi vào. Mình cho khoai tây vào, cà rốt vào, củ cải vào luôn, mình xào. Xào cho nó thấm hành tỏi, nó thơm, nó ngon. Mình xào sơ thôi, mình không cần chiên. Mình xào được 2-3 phút thì bây giờ mình cho tô nước dừa vào. Trái dừa to đó mình đập được có một tô nữa. Bây giờ mình nấu rau này để cho nó mềm nha. Mình sẽ thêm vào một tô nước nữa. Bây giờ mình cho tô nước lùm lùm thôi, phân nửa tô thôi nha. Tại lát còn nước sốt nữa. Rồi bây giờ mình cứ nấu cho nó mềm. Bây giờ mình bắt nồi rau củ qua bên bếp ga rồi. Giờ mình bắt cái chảo lên bếp từ mình chiên nha. Chiên với nó vàng. Bây giờ mình chiên xong rồi. Bây giờ mình cho tất cả loại đậu vào nha. Cái chảo bây giờ mình cho bớt dầu ra rồi. Mình cho hành vào, tỏi vào. Tiếp tục mình cho nấm vào để mình xào cho nó bán cái mùi hôi của nấm. Nấm này mình cũng làm sạch sẽ rồi, mình cũng lấy miếng nước sôi đó các bạn. Lấy miếng sôi rồi mình ngâm qua luôn nha. Mình không có luộc nhưng mà mình ngâm qua để cho nó còn cái chất ngọt. Ngâm chừng 2-3 phút vậy á. Lấy về ngâm muối xong xuôi hết rồi xả sạch, nấu miếng nước sôi bỏ vô ngâm chút. Nên nó héo héo rồi mà. Mình cho vào xí bột nêm. Giờ mình sẽ trút ra. Mình rút nấm ra rồi, bây giờ mình bắt cái chảo lên tiếp. Mình cho nước khóm vào nè. Nước cà chua vào luôn. Cho vào một muỗng canh cà chua hộp rồi các bạn. Cho vào một miếng tương ớt, khoảng một muỗng canh tương ớt nha. Chút xíu màu cà ri. Mình cho vào đây một muỗng canh đường nha. Hơn nửa muỗng canh bột nêm chay.
khi mình nấu lagu mà có cái nước khóm vô á cô chú anh chị em, nó có cái mùi rất là đặc trưng luôn. Nó cho chua nhẹ nhẹ, thanh thanh, ngọt ngọt của vị đường á, vị khóm ra đó, rất là ngon. Cái này là mình đương nấu nước sốt nè. Bây giờ nước sốt của mà mình cũng đã xong rồi. Vừa ăn lắm nha. Bây giờ mình sẽ cho qua cái nồi của mình nha. Bây giờ rau củ quả của mình thơm quá rồi, chưa bỏ gì mà thơm, có tại nãy mình xào hành tỏi á, giờ nó đã chín rồi, nước lèo rất là ngọt nha. Mình cho cái tô cái chảo nước súp cho này vào nè. Cái này mình nấu vừa ăn bánh mì mà vừa ăn bún nha, nên mình nấu lỏng lỏng chút xíu, còn mình nấu ăn bánh mì không thì mình nấu keo chút xíu nha. Bây giờ mình nấu cho nó sắc xuống, cho nó thấm những nguyên liệu này, nó thấm vô trong cái rau củ mình. Hồi nãy mình nấu nước dừa cũng ngọt lắm nha. Bây giờ mình cho chút xíu bột muỗng cà phê, bột qua bắp nha, cho có cái độ nó sánh sánh là cho nó ngon, chấm nó mới thích. Thơm ngon ghê. Bây giờ mình niêm lại coi có dừa ăn không nha. Tại nãy gì mình niêm nồi sốt không, còn nồi nước dừa mình chưa niêm. Mình cho vào đây xí muối là được rồi. Vậy là vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình nhắc xuống nha. Bây giờ mình múc ra này để mình ăn bánh mì nha. Còn ở đây mình cho chút xíu giá, cho bún vào. Mình cho lagu vào nha. Đây bây giờ mình múc ra các bạn thấy ngon, đơn giản ngon nè. Rất là ngon luôn. Ăn có đầy chất dinh dưỡng nha. Đậu phộng, đậu hòa lang, đậu gà. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà ăn ngon miệng với món lagu này nha các bạn. Nếu các bạn mà nấu, cô chú mà nấu ăn bánh mì thì mình nấu phải nấu sệt và cho ít nước thôi nha. Tại này mình cũng muốn làm ăn với bún á, nên mình nấu nước cho nhiều một chút. Còn nếu mà cô chú mà không có ăn bún á, thì mình chỉ làm khi nấu y như cái chảo mà chảo sốt của mình thôi. Như vậy là sệt rồi, mình làm rau củ quả mềm mà mình cho vô vậy là vừa rồi, được rồi nha. Tại mình ăn bánh mì nên mình cho nó có nước dừa tươi vào nhiều nhiều để mình nấu, để mình ăn với bún á. Thôi giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà ngon miệng với món này. Mình cũng mong cô chú anh chị em yêu thương mình cho mình một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Rồi để cho mình có nhiều động lực mình ra nhiều món chay mới. Cái món này là cái nước lèo rất ngon nha thằng. Cô chú anh chị em các bạn nào cứ nấu thử món này đi, rồi nấu nước lèo như mình rất là ngon. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.